Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia. Em là Lệ, hiện tại em đang công tác tại Kia Bình Triệu. Trong clip ngày hôm nay, em sẽ chia nó ra làm hai phần. Phần đầu tiên, em sẽ nói về giá cả cũng như là thủ tục trả góp đối với chiếc xe Kia Seato. Phần thứ hai, em sẽ nói về tính năng và những công trang bị trên xe. Trước mắt quý anh chị, đây là phiên bản 2.0 Premium. Thì chiếc xe này hiện tại có giá niêm yết trên thị trường là 685 triệu và được giảm 15 triệu đồng tiền mặt ngay thời điểm quý anh chị ký hợp đồng. Giá nó chỉ còn lại là 670 triệu và lăn bánh trong thành phố Hồ Chí Minh tạm tính là 763 triệu. Ngoài ra chiếc xe này còn được tặng một bộ phụ kiện cao cấp bao gồm phim cách nhiệt, tản chăn, dù và thiết bị Kia Link. Về thủ tục trả góp đối với chiếc xe này, quý anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Còn về hồ sơ tài chính không chứng minh được, bên em vẫn hỗ trợ làm được, nên quý anh chị cứ yên tâm nhé. Muốn biết hồ sơ của mình làm được hay không thì cuối vui lòng liên hệ trực tiếp với em ạ. Giá trên là chỉ là giá tạm tính, chưa phải là giá lăn bánh cuối cùng. Nếu mà quý anh chị muốn biết giá lăn bánh cuối cùng thì cứ alo cho em nhé, hay kết bạn Zalo, Facebook cũng được ạ. Đầu tiên vẫn là lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng của dòng xe Kia với dòng mạ chrome cho chiếc xe mình nó sang trọng hơn, sáng bóng hơn. Cụm đèn pha của xe là đèn pha full LED, có đèn LED chạy ban ngày. Đèn LED này thì khi mà quý anh chị cứ đề máy nhả thắng tay là tự động đèn LED ban ngày nó sẽ sáng à. Cụm đèn xi nhan được tách biệt so với lại cụm đèn pha, nó đưa xuống dưới tạo ra một sự cách tân, tạo một cái hốc cho chiếc xe mình nó hầm hố hơn, thì nó thể thao hơn. Đèn sương mù là đèn halogen projector luôn nha quý anh chị. Thông thường ở một số hãng xe thì nó chỉ là đèn halogen tiêu chuẩn thôi ạ. Phía trước còn trang bị cho quý anh chị là bốn cái cảm biến giúp cho mình dễ dàng phát hiện và phạt cản khi mà mình di chuyển, đảm bảo cho người lái xe được một cách an toàn nhất. Đây là bố trí của khoang động cơ của xe. Thì động cơ đang sử dụng là động cơ NU 2.0, công suất phát ra của nó là 159 mã lực, đi đôi với hộp số tự động là 6 cấp. Đối với chiếc xe Kia Seato 2021 thì nó được có chế độ bảo hành lên đến 3 năm không giới hạn km. Trong vòng 3 năm này, nếu mà quý anh chị chạy có vấn đề gì phát sinh xảy ra do lỗi của chất lượng bên em thì đều được sửa chữa và bảo hành miễn phí ở tất cả các Kia trên toàn quốc nha quý anh chị. Bố trí khoang động cơ nhìn rất là đẹp, có nếp đợi khoang động cơ đầy đủ hết nha quý anh chị. Phía trên còn có tấm lót cách nhiệt trên capo nữa à. Và chiều dài tổng thể của chiếc xe Kia Seato 2021 là 4m640, nó khá là dài. Hiện tại giá của nó nếu ở phân khúc C thì nó đang rất là ổn nha quý anh chị. Với những cái trang bị và những cái tính năng cũng như là ngoại thất như vậy thì chiếc xe ở phân khúc C tầm tiền là 670 triệu là nó quá ổn nha quý anh chị. Đây là phần mâm xe, mâm của nó là mâm rút hợp kim, đường kính mâm của nó là 17 inch. Vỏ của nó đang sử dụng là vỏ Continental của Đức nha quý anh chị. Cả bốn phanh thì đều sử dụng là hệ thống phanh đĩa. Nó có hệ thống chống bó cứng phanh ABS giúp cho người lái có thể tránh được vật cản khi mà mình phanh gấp. Đồng thời nó còn trang bị cho quý anh chị là hệ thống phân phối lực phanh điện tử để tăng thêm cái hiệu quả phanh. Gương chiếu hậu thì gập điện, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ ở trên xe. Trên xe còn được trang bị cho quý anh chị là viền mạ chrome ở phần kính cửa, cho chiếc xe mình nó có điểm nhấn hơn. Tay nắm cửa thì cùng màu với thân xe, có nút khóa mở cửa bằng một lần chạm. Đó, quý anh chị thấy trên xe thì có những cái đường gân dập nổi nó kéo dài từ đầu xe đuôi xe cho chiếc xe mình nó cứng cáp và nhìn nó thể thao hơn ạ. Đây là bố trí về nội thất của chiếc xe. Thì trên tab đi cửa đó được bọc da hết nha quý anh chị, có những chỗ để vật dụng như ly tách. Và một điều đặc biệt của chiếc xe này, khi mà quý anh chị hoạt động trên 20 km/h thì tự động bố cửa nó xì lóc ạ. Em cao trên 1m7 nhưng em ngồi tư thế rất là thoải mái vì xe này nằm ở phân khúc C nên là về độ rộng rãi của xe thì rất là thoải mái nha quý anh chị. Ở phía sau còn được trang bị cho quý anh chị là cửa gió điều hòa. Ở một số hãng xe khác thì ở phía sau nó không được trang bị cửa gió điều hòa đâu ạ. Đấy. Và ở sau nó còn trang bị cho quý anh chị là bốn túi khí rèm ở phía sau, cửa sổ trời, rất là đầy đủ luôn nha quý anh chị. Một chiếc xe được trang bị những tính năng khá là ổn và tầm tiền chỉ là 760 thì chiếc xe Kia Seato hiện tại đang dẫn đầu ở phân khúc C về doanh số bán ra trên thị trường ạ. Về phần đuôi xe thì đuôi xe được trang bị cho quý anh chị là Oppo đôi thể thao, ở phía sau còn được trang bị cho quý anh chị là bốn cái cảm biến lùi tích hợp thêm camera lùi để giúp cho người lái lùi và đổ xe một cách an toàn nhất. Đấy, cụm đèn hậu của xe là đèn LED
Những dải led mạnh, nhìn cái xe mình rất là tinh tế. Phía sau thì hơi nhìn giống cụm đèn của Audi nha quý anh chị. Ở cái phần tấm phản quang ở giữa cái cốp thì thông thường một số khách hàng người ta có thể độ thành dải led để cho chiếc xe mình nó liền mạch hơn, nhìn nó thể thao hơn. Đó là khoảng không gian cốp của chiếc xe Kia Seato 2021. Thì đối với chiếc xe Kia Seato 2021 thì phần cốp này nó rất là rộng nha quý anh chị. Mình có thể để được vài vali lớn ạ. Nhìn rất là ổn luôn ạ. Đây quý anh chị có thể thấy. Rất rộng. Và mâm sơ cua của nó là mâm đúc hộp kim, đường kính mâm của nó là 17 inch, vỏ vẫn là vỏ Continental của Đức, nó dùng chung với lại bốn mâm ở ngoài luôn nha quý anh chị. Ở một số hãng xe khác nó chỉ là mâm sắt thì quý anh chị phải tốn thêm một số tiền nữa để mình có thể đổi lấy một chiếc mâm bằng kích thước để đảm bảo di chuyển khi mà mình gặp sự cố ạ. Trên xe còn trang bị cho quý anh chị là vây cá mập thể thao nữa. Rồi ok, em sẽ mời quý anh chị lên về phần con ghế lái của xe. Đây, phần con ghế lái của xe thì cũng được trang bị cho quý anh chị á. Nó sẽ có hai tông màu đỏ và đen. Thông thường ở những phiên bản thấp hơn thì nó chỉ là màu kem thôi nha quý anh chị, không được đỏ đen như hai tông màu đẹp như thế này đâu ạ. Ở đây là quý anh chị thấy khi mà mình ngồi vào xe thì ghế lái chính điện của nó là 10 hướng ạ. Vô lăng thì được bọc da này, tích hợp những cái nút điều khiển âm thanh. Và phía trước quý anh chị đây là cái cổng điều khiển màn hình đa thông tin ạ. Đây có nút điều chỉnh chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay và điều khiển âm lượng. Màn hình EVN thì có thể điều khiển bằng giọng nói được luôn ạ. Đèn pha thì tự động bật tắt theo ánh sáng, rất là hiện đại. Cái đồng hồ thì thể hiện những thông số cần thiết như tốc độ xe này, tốc độ vòng tua máy và những cái đèn cảnh báo để cho người dùng biết tình trạng của xe. Cũng khá là ok ạ. Đây quý anh chị có thể nhìn rõ nhé. Cửa gió điều hòa của xe này được thiết kế cũng khá là ấn tượng theo hơi hướng của chiếc tuộc pin của máy bay phản lực đó, nhìn rất là đẹp, rất là tinh tế luôn nha quý anh chị. Kia thì nó trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ luôn ạ. Đây là màn hình EVN của xe. Trong màn hình này mình có thể điều khiển bằng giọng nói, có thể kết nối radio, navigation, kết nối bluetooth để cho mình nghe. Và màn hình này đây quý anh chị thấy nhá, đây là cái màn hình hiển thị camera lùi ở phía sau. Thì camera lùi này nó sẽ ôm theo góc đánh lái, nó sẽ có hai vạch, một vạch vàng và một vạch xanh. Khi hai vạch này trùng với nhau thì vô lăng của mình đang thẳng lái nha quý anh chị. Đấy. Và điều hòa của xe thì nó là điều hòa tự động hai vùng mặt lạnh, điều chỉnh nhiệt độ bên tài không ảnh hưởng tới nhiệt độ bên phụ để đảm bảo được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vùng phù hợp với lại người ngồi khi mà ngồi trên xe. Phía dưới còn được trang bị cho quý anh chị là USB sạc và đây là chìa khóa của xe. Xe thì được khởi động start top, khởi động bằng chìa khóa thông minh luôn nha quý anh chị. Đấy, và có sạc không dây luôn ạ. Rồi, xe thì được trang bị cho quý anh chị là 6 số và mình có 4 chế độ lái Comfort, Eco, Smart và thêm một chức năng nữa đó là Sport ạ. Thì chế độ Sport này khi mà mình chạy trên đường thì nó sẽ siết cái vô lăng mình lại để cho khi mà mình đánh lái nó sẽ có cảm giác lái nó nặng hơn, nó chắc hơn để mình biết được mình đánh lái nó có phù hợp hay không khi mà mình chạy trên cao tốc nha quý anh chị. Đó. Còn bình thường nếu mình chạy đường phố bình thường thì mình chỉ cần là để ở chế độ Smart là được rồi, hoặc là Comfort cho nó nhẹ nhàng. Gương chiếu hậu thì nó sẽ chống chói tự động, có cửa sổ trời bằng điện nữa nha quý anh chị. Thì cửa sổ trời này thông thường là khi mà quý anh chị đi công việc, đi dạo mát trên phố thì mình có thể cho các bé nó quan sát được khung cảnh xung quanh toàn thành phố. Mà khi mà gặp sự cố xảy ra thì cửa sổ trời đó là một cửa thoát hiểm nha quý anh chị. Và em cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Nếu thấy video của em hay hãy like, subscribe kênh giúp em nhé. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Và hiện tại dòng xe này bên em có xe lái thử nha quý anh chị.